Hello anh em, hello, hello anh em, welcome back my channel. Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay mình sẽ làm giới thiệu cho các bạn cái deck này. Thực sự cái deck này các bạn cũng đã quá quen thuộc rồi, nhưng mà thực sự cái deck này không có nhiều người chơi và chỉ có một mình khi virus này anh ta để cái deck để cái deck này, và mình nghĩ là không nghĩ là cái deck này nó tồn tại được. Và ngày hôm nay mình đã show cho các bạn một vài cái gì play và phải nói là đánh vê vãi. Ok, nhớ follow Rerut trên Twitter của anh ta nha, mình sẽ để về phần mô tả. Ok, cho dần đến vào game đầu tiên. Let's go. Han Han đây là một top player khá nổi tiếng, như là một con YouTuber của Nhật hay sao ấy. Và anh ta đấy, chơi deck này khá là dị. Goblin Barrel, Sparky, Skeleton, à đâu, không phải. Như là Skeleton Barrel, Sparky, Zion, Skeleton. Cái deck của Rerut mình cũng không biết là anh ta sẽ đánh cái kiểu gì cơ. Tại vì là theo kiểu deck nặng thế này thì chúng ta sẽ cần sử dụng kiểu là đối phương ra cái gì thì mình sẽ ra cái đấy. Tuy nhiên thì mình không hiểu tại sao trong cái turn này anh ta đã thả mình một Rock, đã thả mình một Golem. Cái deck này thì không có nhiều người chơi vậy thì cũng chẳng có một tí kinh nghiệm gì. Ừ, đánh theo kiểu là nếu đối phương thả cái gì thì mình sẽ thả cái đấy và thông thường là đoán bài vậy. Trên tay của Rerut anh ta có Rocket, có cả Executioner, con Lumberjack, có cả Clone và Balloon, Skadami. Tuy nhiên thì cái deck này nặng quá. Rocket đẩy con Sparky vào, tuyệt vời. Rocket tuyệt vời. Tuy nhiên thì Fisherman đô này đã kéo anh thêm King Tower rồi. Cái deck phải nói là nặng và khá là dị. Rất may là Skeleton Giant nó đã không vào trụ. Ủa, có vào trụ đâu. Ê, sao lại mất nhiều đam vậy ta? Như có nổ có sao. Bây giờ thời điểm mà Balloon và Lumo Jack của combo cực súng và gần như cái deck của Han anh ta cũng không thể làm thế nào được. Có lẽ từ này anh ta sẽ bỏ thôi, bỏ trụ thôi. Giữ được cái trụ, nếu chắc chắn là giữ được cái trụ này và ăn được cái trụ phía bên kia rất tốt. Cái deck của Han Han mà anh ta cũng không có một cái spell to vì vậy mà Zerus anh ta có thể thắng trong trận này. Tuy nhiên mình thấy là cái deck của Zerus khá là nặng, hình như là bốn chấm rưỡi tổng trung bình Elise, vì vậy là cái đánh cũng khá là khó. Ví dụ trong các đơn này nếu anh ta thả một con Fisherman thì không hợp lý, anh ta thả một con Executioner sẽ hợp lý hơn, bởi vì là tôi nhầm, anh ta thả một con Nightwish sẽ không hợp lý bởi vì là Nightwish sẽ chặn được Giant Skeleton tốt hơn là con Executioner. Cái này mình nghĩ là anh ta sẽ đánh 3 sao vì trong tôi này cũng ta cũng không thể thủ được cái tên của Skeleton Barrel rơi xuống mất một cái trụ. Đánh chắc chắn đánh cùng chiều hoặc ngược chiều, mình nghĩ là cùng ngược chiều sẽ tốt hơn bởi vì là tên này sẽ có một con Lumber, còn Balloon sẽ đi vào Golem, sau đấy là sau đấy sẽ là Balloon đi vào lo đây rồi. Hunter nằm xuống rất nhiều đam. Golem Skeleton Army lên mình thì quá nhanh vào trụ rồi, rất nhiều đam, và trong tên này anh ta cũng không cần thần thần Balloon nữa, ăn được 3 sao rồi. Cái gì với play nhận tích bắt chấp anh quá thú vị. Mình phải nói khi mình nhìn thấy anh ta trên Twitter thì mình đã phải nói là mời anh ta vào clip ngay, bởi vì là cái deck này quá là dị, xem vẫn sướng. Ok, danh là Rakan thì mình nghĩ đây là Lava đã bổ mình không, anh ta chuyển sang Miner. Miner Zetla Goblin Torido, nhưng Miner Rocket có deck của Remy A đúng hơn. Mình nghĩ Rakan này phải anh ta chơi một cái deck Lava Double Mirror, nếu mình nhớ không nhầm. Cái deck đấy nó có chỉ có Arrow và Zap thôi. Rồi, anh ta chơi cái deck của Remy A, nhưng mà thay vào đó thay Bomber chuyển sang chơi Tesla. Cái deck này khá là khó, nếu mà Rocket cho Nightwish thì không hơi khó, bởi vì Nightwish sẽ sinh cái đàn bát. Executioner hay là Clone trong tên này Van Key đây rồi, Clone trong tay cũng được, bởi vì nó sẽ giết được con Executioner con đấy. Phải dùng Tornado trong tên này thì không được rồi, bởi vì là Tornado trong tên này không có cách nào có thể defend được con đàn Golem và bát nữa. Ôi, và đây thời điểm Lalu đi lên, đánh phải nói là cực kỳ là hack não cho các player. Xem những người này đánh ra là trong tên này đã thả Balloon bên kia hợp lý hơn, mà Rerut ta mới cẩn thận hơn để thả Balloon ở bên này. Nhưng mình nghĩ là trong cái tên vừa rồi nếu mà Rerut này ta đánh tính toán kỹ hơn thì người ta sẽ thả một cái Balloon bên kia và gần như là ăn được cái trụ.
không như là Raka anh ta cũng xoay tới bên rocket luôn. Tuy nhiên là khi mà rocket cho balloon thì thực sự Executioner sẽ là một cái cực kỳ là khó chịu ở trong cái turn tiếp theo. Skeleton, Night Tornado chết cả Skeleton Army và dự có hạt được hai đam đến từ Worldbreaker lật đầu. Nightwish spam và Golem sẽ đi sau rồi. Rocket bên trong cái turn này, Rocket trong turn này không hợp lý một chút nào, làm sao có thể defend được cái turn này. Golem đập ngay được như này, Bass vẫn còn sống. Tuy nhiên thì Tesla đây rồi. Kyrus anh ta đánh hơi nhanh. Mà deck của Rakan thì anh ta đã xoay nhanh hơn cái deck của Zeus một tận 2 lần rồi. Đây một cái Balloon. Balloon và chủ không có lo đây rồi. Con này Simo không, con này Simo rất thân chặn tới cái clon của Balloon rất nhiều đam và gần như là cả sắp ăn cái chút rồi, 400 máu nữa. Giờ lúc anh ta cũng không cần phải công trong giờ này nữa, anh ta cần rocket nữa thôi, rocket vẫn thì bắt chấp mình cho nó là quá thú vị. Này với trong giờ này là hợp lý rồi. Ai sợ Gold Baker sẽ không có đam nhiều đam trong giờ này nữa. Miner là không đủ. Gee, well play. Để xem những bắt chấp như thế này chúng ta sẽ có nhiều cảm thấy thơ. Xem nó cực kìa thú vị. Ủa, trừ 45 nó, 45 cúp. Đây là cái số cúp cao nhất mà chúng ta sẽ bị trừ khi mà chúng ta có sự khoảng cách rất xa giữa người thắng và người thua. Số cúp hạt layer đâu đó hình như phải 150, 100 hoặc là 100 cúp. Ok, Riva, cái deck này mình chọn những cái matchup mà nó... Ok, cái deck này đi, Royal Giant, Skeleton, Dragon. Cái deck này cũng khá là phổ biến ở trong CIO, Ladder cũng vậy. Cái đánh của Rerus mình chưa hình dung được anh ta đánh như nào, đánh tương ngay từ ban đầu anh ta thả Balloon. Thực ra trong cái tương vừa rồi các bạn thấy là có Skeleton Army này, có... Executioner với lại có thực ra là Balloon. Anh ta nên thả Balloon sẽ hợp lý hơn. Chắc là xả Balloon sẽ hợp lý hơn bởi vì Skeleton Army sẽ là một cái thẻ bài thủ hơn là việc mà để công. Bởi vì là khi chúng ta thả 3 Skeleton Army là 3 Ely này, đôi khi là họ có thể dùng chỉ cần 2 Ely thôi, Barbarian Barrel thì lỗ rồi. Mà họ có lãi nữa cơ. Dùng một Jack để lên. Trong cái deck của Rerus anh ta hay ở cái điểm đó là anh ta có 3 cái bài có thể câu được pocket. Thực ra Lord Bomber thì họ không cần sử dụng pocket đâu. Để fan thường thì họ sẽ dùng cho Nightwish hoặc là Executioner hoặc là Balloon. Đó là những 3 cái thẻ mà có thể câu được Executioner, câu rocket. Đây là thời điểm Golem đánh của Rezup. Deck này mình cũng chưa biết là nó đánh như thế nào. Tức là đánh theo, mình nghĩ là đánh theo kiểu mà kinh nghiệm. Ngay từ ban đầu có cái gì thả cái đấy rồi, nhưng mà kiểu tính toán thì nó cũng khó. Deck này là dựa vào kinh nghiệm nhiều hơn là việc có bài đấy, clone đây rồi. Deck của Riva anh ta một cái rocket thôi. Barbarian là bất lợi thế trong cái turn này vì là clone sinh ra là mắc quá nhiều skeleton. Balloon thời điểm đi lên không có đủ ấy thì không có cân nào cân thú trong turn này nữa. Một quân bài phải nói là một đòn chí mạng. Một đòn chí mạng của cái turn này, Balloon đi lên mà không có một cái bật cả đâu luôn. Tuyệt vời. Ở đây là thời điểm Executioner sẽ lên hai con Skeleton Dragon này. Một hit thôi. Rocket chuẩn Golem đều được, còn Executioner sẽ trả thù lên phía bên kia. Riva anh ta, mình nghĩ là anh ta sẽ không ngồi phía bên trái, chắc là như vậy. Mà tất tay ở phía bên trái thì bên phải anh ta sẽ không thành công được bởi vì không thể thủ được. Bởi vì là cái deck của Riva này khi mà dồn rất một bên thì gần như là bên kia cũng rất yếu. Đặc biệt là một cái deck cầm một deck cầm xuống như thế này thì phải nói là quá khó cho Riva. Clon đây rồi, bị clon lỗi. Lai biết đi lên, không có cách nào vừa tấn công vừa phải thủ. Riva vừa trong này 100% được. Balloon vẫn còn rất nhiều máu, còn gì 3 sao luôn. Tặng thêm một cái rocket cho tôi xem nhé.
Mình sẽ đến với lại ok, đây là Black Lock Betty. Let's go. Chúng ta sẽ có một cái matchup của Lock Bait. Tuy nhiên deck khi mà deck Lock Bait mà có Infernal Tower thì mình nghĩ là Rerus anh ta sẽ chuyển sang deck deck Clon deck Balloon Golem first, no skill. Dùng Lumber, dùng Lumber để thủ Lovely Barrels. Not bad. Không tệ một chút nào. Ờ sao rồi đấy rồi. Balloon đẩy lên ngay giữa cầu. Chọn ngay cái trục này. Thì phần đầu nằm xuống tàu rồi, nằm xuống Balloon đi lên. Tuy nhiên thì Balloon được bắn rất tàu rồi. Bất mở không có đa lên thì Balloon. Pha thử lý gọi đó là thủ cực kỳ là cái đó là không một lỗi nào luôn. Đến từ Asus Zusun Execution Goblin Bangang sẽ chặn trong sân này. Có thể là một cái lock sẽ hợp lý hơn. Tuy nhiên là cái deck của Resuit này không có nhiều người biết, vì vậy là các player khi đối mặt với Resuit thì cũng phải khá là lâu đầu khi mà biết phải sử dụng cái thẻ bài nào để chống đỡ các quân bài của Resuit. Reset đang đứng nhìn xem là nên bắn con nào đây. Mình thấy nhiều pha reset nó đứng, ví dụ như là Skeleton nó chết xong rồi reset chả biết bắn con nào, cứ đứng nhìn thôi. Rồi bạn click game đấy. Lỗi. Nó không chuyển sang một cái mục tiêu khác mà nó đứng nhìn. Ngày xưa chúng ta thấy là Moza cũng gặp những cái một cái kiểu lỗi game như này. Đó là Moza nó khi mà nó đứng gần thì nó sẽ không bắn vào cái không chuyển mục tiêu, nó đứng nhìn. Lỗi này khá lâu rồi. Và đây là thời điểm Rocket chưa đủ Ellie. Chưa đủ Ellie thì có thể đủ một cái Rocket. Một cái đam to đến từ Infusioner. À đến từ Balloon. Hai hit. Trên một reset. Một pha tính toán lỗi của Asus. Đáng lẽ ra anh ta sẽ có một đủ Ellie để một cái Rocket tuyệt nhiên trong tuần này. Sẽ không quá khó cho Virus nữa. Asus. Golem đẩy lên làm tanh thu hút của bộ thu hút sự tấn công của Knight và Goblin Gang. Và preset cho dù có thêm 3 con preset thì cũng không thể làm ăn được gì trong tên này. Bởi vì đối xuất ở Lewis để bao nhiêu trong tên này nó là thời gian play được rất ghét. Cái này là không gì. Nên nhớ rằng Lewis anh ta còn có một rocket trong tên tay mà đấu trợ máu là đủ một cái rocket rồi. Mà sao quay gì? một cái lỗi lớn ấy từ ở Lucian đó là tính toán này thì lỗi. Son Goku. Ok, sẽ deck này đi. Mình rất thích cái matchup này, đó là của Best Pass này ngày hôm qua mình đã up clip rồi. Thì nếu các bạn muốn xem lại thì có thể check trên kênh của mình, kiểm tra lại xem lại trên kênh của mình nhé. Cái video mình up gần nhất. Cái vết phát là anh ta đã chơi Expo và tấn công tấn đập cây Balloon. Những cái bắn chắp khá là dị. Mà đánh cũng cực gì dị thường so với lại bình thường cả. Gần như ví dụ như chúng ta chẳng bao giờ anh để Balloon ngay từ ban đầu. Tuy nhiên thì tuần đầu tiên được Balloon, tuần hai là Golem luôn. Cực kỳ là dị. Dị thợ. Nightwish để lên. Có thể là một đằng công kinh ghe Skeleton Army hoặc là Lumajack. Mình nghĩ là Lumajack sẽ là hợp lý hơn. Bởi vì nếu Skeleton Army mà đẩy lên thì sẽ bị lock. Lumajack sẽ một mình cái bên kia hợp lý. Không có đạn, anh chồng. Có 2 hit từ Lumajack. Executioner trong tên này là hợp lý. Rồi, một đường thôi, có lead luôn. Có một hit của Executioner. Rocket hoặc Balloon. Skeleton Army và Balloon hợp lý. Và nói cái deck này tuy nó nặng một chút nhưng mà đánh theo kiểu là gặp Expo thì nó chẳng sợ một chút nào, bởi vì là nó có
cái deck của Best Shot anh ta cũng cần phải dùng phải rất nhiều ly để có thể thủ được cái deck cái tấn công của Rezus. Vì vậy là cái tốc độ out cycle của Best Shot của Rezus gần như là không nhiều. Và đây giờ thì điểm Golem Lumberjack sẽ đánh về phía bên trái như cái turn lúc nãy. Lumberjack một tháo một mình hợp lý. Cần chắc chắn là hai quả chưa sẽ xét thì phải cái combo Golem và Nightwish bên kia. Chứ nếu mà để con Nightwish ở để hai quả chưa mà mình quen Lumberjack thì thực sự nó hơi lỗi. Vài ổn, có một hit balloon không? Vẫn có một hit của balloon vì đào rocket đây rồi, phải an toàn. Thời điểm mà rocket X-Bow nằm xuống rồi thì Fresh Fat anh ta lại phải xoay ra một cái X-Bow nữa, và thời điểm này thì anh ta sẽ rất là chậm. Chúng ta cần phải 4 thẻ nữa thì anh ta mới xoay được cái X-Bow thứ hai. Fireball để giết con này cũng đang bắt trước. Tuy nhiên thì lực Glenn Kron làm thế nào để defend đây? Một mình còn IC Creep làm việc quá tốt. Tuy nhiên đây là thời điểm mà Tesla sẽ lăn phải defend Balloon. Rồi Balloon nằm xuống rồi, Balloon chuyển sang máy Expo luôn. Chúng ta còn một con Executioner đặt một vị trí tuyệt vời với Executioner luôn. IC Creep cũng lỗi luôn, không chặn được Executioner. Và đây là thời điểm chuyển sang đánh Nai và Archer luôn. Thực sự bài đây là một bài không hợp lý chút nào. Bởi vì mà khi mà đổi Balloon một cái lock tuyệt vời, tuy nhiên thì một Balloon sẽ là ăn luôn cái trụ cái bầu và Golem vào trụ không có cách nào thủ được nữa. Thì well play rất nhiều đam nhưng trụ Golem. Một turn của Golem là 300 cộng với lại hàng trường này rồi. Quá dị nhưng quá hay. Đây là clip mà mình phải có là có hào hứng xem nhất. Ok, và nếu các bạn thích thì nhớ like, share, subscribe clip này, subscribe kênh của mình và nhớ share clip này cho các bạn, cho những người bạn của bạn xem nhé. See you guys and thank you for watching. Don't forget subscribe and follow Rebus on Twitter. Thank you so much. See you. See you next time.